qua bạn Sài Gòn có vào kênh của anh và anh cũng giải thích cho bạn Sài Gòn hiểu rồi, mà chính thức hôm nay bạn Sài Gòn đã kết bạn cùng anh. Đấy, bạn Sài Gòn này hiện nay đang ở Cali. Đấy, thì mình không biết tuổi tác như thế nào, nhưng mà hôm qua thì mình giải thích cho bạn Sài Gòn một số vấn đề, vào bạn vào kênh mình giải thích rất là nhiều. Đấy, cho nên là bạn ấy hôm nay chủ động kết bạn với mình, và mình cũng mong sao này có Sài Gòn đây này thì là anh em mình ấy là cũng là những người máu đỏ da vàng thôi. Có những vấn đề gì bạn không hiểu thì bạn cứ lên chúng tôi giải thích cho. Hôm qua thì tôi cũng giải thích cho bạn một số cái vấn đề đấy. Thì hôm nay thì cũng rất là may, cũng mừng là cái là bạn chủ động bạn đề nghị kết bạn với tôi và tôi ok ngay, không có vấn đề gì cả. Đấy là thứ nhất này tôi nói với bạn bạn Sài Gòn. Nè, Với thứ nè, hai là bạn Sài Gòn có comment một câu này. Thôi tao không lên đâu, vợ mày đang đợi mày kìa. Ủa, một cái câu nói này nó không liên can gì đến bạn Sài Gòn. Thôi tao không lên đâu, vợ mày đang đợi mày kìa. Ủa, có ăn nhậu gì đến bạn? Vợ mình đang đợi mình nói chuyện vợ mình chứ, đúng không? Còn bạn không lên thì bạn nói ừ tôi không muốn lên đâu, đúng còn không? chuyện vợ tôi, chuyện vợ tôi mắc mớ gì tới bạn. Bạn nói câu này nghe nó sai sai chỗ gì rồi đó nha. Nha. Thôi rồi, cái đoạn này thì mình nói chung mình chỉnh bạn Sài Gòn dần dần thì bạn sẽ ấy thôi, sẽ mình tin là như thế, Dạ, đúng nói không? chung là cái gì uống nắng từ từ nè, cái gì cũng uống nắng từ Đúng rồi, từ. Các đúng rồi, từ bạn từ. em nó chưa hiểu thì các bạn uống nắng từ từ, đừng làm quá em nó sợ ha các bạn. Rồi. Nhất là Thương Nguyễn là từ từ, Thương Nguyễn nè, các bạn nóng tính quá, Rồi. nóng tính lỡ môi á, tại Sài Gòn này đang nắng lắm á. Ừ. Dạ rồi em mời anh. Rồi. Thì hôm qua và hôm nay ấy, thì anh có xem mấy cái cuộc biểu tình ở bên Úc thì ngày hôm qua, còn ở bên Anh là buổi sáng này, thì là nói chung là những cái cuộc biểu tình ấy cũng là cái kỷ niệm ngày tháng Tư Đen. Ở bên 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 Úc thì toàn những ông già mà ở Việt Nam Cộng Hòa thôi, và một số cái bọn mà F1, F2, nhưng mà nhất ở bên Anh ấy, thì anh thấy nó có một cái hiện tượng là như này. Tức là ngày xưa mình cứ xem cái cuộc biểu tình của chúng nó, tức là nó đòi cái cũng trước đại sứ quán của Việt Nam tại Anh, thì là cuộc biểu tình lần trước thì chúng nó phản đối cái chuyện mà mình xử tù mấy cái thằng mà Nguyễn Văn Đài ấy, trong hội anh em dân chủ ấy. Thì hầu như là do cái bọn 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 kiểu đại diện của bọn Việt Tân ấy, ở bên đó nó tổ chức ra, mà nó thuê toàn, anh thấy toàn bọn trẻ, hầu như toàn sinh viên, mà sinh viên ở ở bên Anh ấy là bắt là nhiều. Cuối cùng là nó đưa trong một tờ giấy là cứ như thế, là đọc rồi bắt đầu trong tờ giấy là chửi đất nước Việt Nam, chửi con người Việt Nam các kiểu trên đời. Mà hôm nay ấy, anh thấy cũng có một con bé hình như cái đạo Hồi đúng không, ở cái đạo 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 Phật giáo Hòa Hảo, phần lớn ở ở trong 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 miền Nam này, chứ ở ngoài Bắc thì anh không thấy cái đạo Phật giáo Hòa Hảo. Nhưng hôm nay cũng có một con bé coi như là đại diện cho cái hội Phật giáo Hòa Hảo nói giọng Bắc chay lên, cũng đọc coi như là phản đối, coi như là hiện nay coi như là cái đạo Phật giáo Hòa Hảo, tức là chính là cái đạo Phật giáo Hòa Hảo thuần túy, chứ còn nó nói cái Phật giáo Hòa Hảo là chính thống mà bây giờ không thuần túy ấy, thì là đạo Hòa Hảo, đạo Hòa Hảo là do những cái đảng viên Đảng Cộng sản các thứ là đứng đầu cái hội Phật giáo đấy, chứ không phải là do ấy. Cho nên là những cái giọng điệu mình nghe thì mình rất bực mình đấy, và lại buồn cười nữa. Nhưng mà nói chung là không biết là các em ở bên đấy, mà là bọn Việt Tân ấy, nó cho được mấy trăm bảng, là mấy nghìn bảng, mà để chúng nó kiểu nó làm những cái trò như thế, mà chúng nó không biết là tương lai của chúng nó là như nào. Anh nghĩ là bọn đấy toàn bọn sinh viên ở Việt Nam sang thì bị được bọn nó cho tiền, chứ cùng là đi cùng biểu tình cùng chúng nó, bọn trẻ đấy. Thì nói chung là mình xem thì mình rất bức xúc, mà mình cũng chẳng biết là tại vì làm thế nào anh biết cả. sao, Mình chỉ mong mang ở có dưới một là số bảo mà du học sinh của mình á thì sang đấy rồi và bị bọn đó nó cho một vài đồng đó. lôi kéo, đúng rồi. Còn cái vấn đề nữa, cái vấn đề thứ hai là anh nói là cái chuyện mà chúng nó biểu tình, chúng nó cứ nói là Việt Nam ấy hiện nay coi như là như là nô lệ cho Trung Quốc ấy, thì nó có hai vấn đề này. Thì thứ nhất là cũng có một số người người ta cũng tin là cái chuyện mà Việt Nam nô lệ cho Trung Quốc cận đấy, còn cái bọn mà nó cầm đầu á thì chúng nó là nó xảo trá, nhưng một số cái người ta cũng nghĩ là kiểu bây giờ mình nghĩ nghĩ như lại này tinh này, thật thì đúng rồi, đúng đúng rồi, chính có xác. một số là cái tư tưởng người ta đang nghĩ là Việt Nam là nô lệ Trung Quốc thật, vì vì như này
Tức là cách đây khoảng hơn một năm, anh có xem một cái clip của bên phố Busa TV, người ta sang Pháp, người ta phỏng vấn một cái anh Việt kiều của anh cũng ở bên Pháp, anh mới về Việt Nam mà. Cái thằng này cũng chống cộng ghê lắm. Thế nó nói là ui tôi về Việt Nam hiện nay có cái khách sạn cái thứ nó rẻ lắm mà không biết là Việt Nam lấy tiền đâu ra. Tôi nghĩ rằng ở đấy là toàn là bọn kiểu bọn nước ngoài người ta vào tôi xây dựng, chứ Việt Nam thì tôi tin rằng là không có tiền để mà xây những nhiều những cái khách sạn đẹp như thế. Đấy là những cái người ta kiểu những Việt kiều người ta ở bên đó người ta nghe những cái thông tin đấy nó không chính xác, sau đó người ta về Việt Nam mà cũng Đúng thấy rồi. là Việt Nam phát triển thật đúng không, người ta biết Việt Nam phát triển thật, nhưng mà tôi nghĩ là à của người nước ngoài hay 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 là của Trung Quốc đúng không, mình có khả năng mình hiện nay Việt Nam bán cái gì cho Trung Quốc đây, còn làm nơi nô lệ Trung Quốc, vì đất nước Trung Quốc hiện nay Đúng đang rồi, là đấy đất chính nước xác. chúng nó biết là đất nước rất phát triển đúng không, nó chỉ nền kinh tế đứng thứ hai thế giới sau Mỹ thôi. Tôi nghĩ là à Việt Nam gần Trung Quốc và cùng Trung Quốc phát triển như thế, còn mấy ông Việt ngày xưa toàn là hang bó ra thôi đúng không, làm gì mà lãnh đạo đất nước mà nó phát triển mà giàu đẹp như thế này, cho nên là có khi là nó phụ thuộc Dạ Việt Nam hiện nay là nô lệ cho Trung anh Thiên Quốc Tài Lê. đấy. Nhiều khi anh nghĩ là có khả năng là mọi người người ta nhiều người người ta không về Việt Nam mà, hoặc người ta về chơi kiểu một hai ngày thôi, người ta không biết về tin tức Việt Nam cả, người ta thấy à đường phố thì rộng rãi đẹp đẽ những cái ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát và thấy rõ sự phát triển của Việt Nam, nhưng mà cũng không tin được là à đất nước Việt Nam mình hiện nay ấy, là đều là tự lực tự cường cả đấy, tức là không phải là nhờ một nước nào cả, cháu tin được à có khi là đất nước Trung Quốc người ta hiện nay giàu có thế, trong mấy ông Việt Nam này kiểu nằm nô lệ cho Trung Quốc hoặc là bán đất hoặc bán cái gì cho Trung Quốc đây, mấy ông có nhiều tiền như thế để mà xây dựng đất nước nó giàu mạnh như thế này đấy, đấy là tôi nói về cái bọn bên kia, nhưng mà nói ở đây cho bà con mình hiện nay những cái tiềm năng mà quan hệ về cái phát triển kinh tế giữa Việt Nam Trung Quốc nó còn rất lớn đấy, như các bạn đã biết ví dụ như là hiện nay Trung Quốc nhé về đầu tư cơ sở hạ tầng thì Trung Quốc là đứng đầu, nhưng mà cái đầu tư về FPI OPA vốn OPA thì Trung Quốc là đứng thứ 6 thứ 7 đúng, nó có sâu rất nhiều nước đấy, tức là cái tiềm năng mà tôi Dạ đang đúng nghĩ là rồi. đối với đất nước Trung Quốc nó phát triển như thế đúng, thì là mình anh em mình cái chuyện này là anh em mình nói mà có những cái số liệu, tức là cái tiềm năng của đất nước Trung Quốc sự sự phát tức là từ quan hệ giữa hai nước ấy, nó còn rất là lớn, nhưng mà cái tiềm tức là mình chưa tận dụng được hết những cái tiềm năng đó, cái thứ nhất, thứ hai là bây giờ này các bạn biết ví dụ như đất nước Myanmar đúng không, thì Trung Quốc hiện nay nhá, tổng số đầu tư vào đất nước Myanmar Trung Quốc chiếm 70% đúng không đấy, còn Campuchia nhá thì là Trung Quốc phải chiếm 60% về cái lượng đầu tư của Trung Quốc, Trung Quốc đứng thứ nhất ở bên Campuchia đấy, cho nên là tôi nghĩ rằng cái những cái tiềm năng mà đầu tư giữa Việt Nam và Trung Quốc nó chưa ăn thua gì cả đấy, còn cái bọn mà nó xuyên tạc về bán đất bán đảo nọ kia các thứ bọn đứng đầu thì nó mình nghĩ là nó hiểu, nhưng mà nó cố tình nó xuyên tạc để cho ví dụ những cái người người ta không hiểu biết người ta cứ Đúng tưởng rồi như anh. thế là thật đúng không đấy, cho nên là cái sự tuyên truyền của chúng nó là ví dụ như anh em mình là những người ví dụ như ở bên phía bên Việt Nam mà ví dụ có một chút kiến thức mà chúng mình không nên phản biện chẳng hạn, thì là những cái người dân ở bên kia người ta cứ tưởng ừ có khi là Việt Nam hiện nay là bán đất bán đảo có gì bán đấy cho Trung Quốc thật, chứ là đất nước Việt Nam mới phát triển, cho nên vừa rồi có một cái câu chuyện mà trước kia bạn ở đây có bạn Ba Vũ bạn hỏi là bảo là tức là có một cái tướng tướng Trung Quốc ấy, nói trên một tờ báo Nhật người ta đăng đàng hoàng nhé, tức là hiện nay ấy, thôi ông Việt Nam đừng có xa nữa đúng không, để cho Hoàng Sa của Trung Quốc, thì Trung Quốc hiện nay là kinh tế phát triển sẽ coi như là trả Việt Nam 200 tỷ đô la, tức là trên danh nghĩa là như thế nhé đúng không, tức là người ta trả một cách viện trợ cái gì gì đấy, tức là trên giấy tờ là tôi mua cái Hoàng Dạ Sa, Lê nhưng mà Phú. tức là quan Xin hệ chào ngầm giữa chú hai Thiên chính Tài phủ Lê. là hiện nay thôi Việt Nam xa nữa thấy chưa, cho Trung Quốc cứ rảnh rang các thứ ví dụ chuyển Hoàng Sa đấy các thứ thì ta khoan dầu và thăm dò dầu và khai thác dầu đấy ở Việt Nam được phản Hơi đối bị nữa, đắt thứ quá. hai là Trung Quốc đỡ phải ở trên hoàn sầu cho Trung Quốc đấy, chính vì Việt Nam hiện nay là giả sử Trung Quốc có làm một cái chuyện gì đó ở Hoàng Sa thì ví dụ người ta đưa
máy bay cái thứ ra đấy thì nói chung mình phản đối thôi, nhưng không có hành động gì nó quyết liệt lắm. Nhưng ví dụ như Trung Quốc hiện nay mang cái giàn khoan ra bên không thì chắc chắn là Trung Quốc cũng không yên được đấy, không yên được. Đối với Việt Nam thì mình sẽ dùng đủ mọi cơ như đấu tranh chính trị cho đến ngoại giao cho đến thậm mình thả tim ít thôi, lắc quá không nghe được tiếng này, luôn. Cái hình như cái mặt thì nói chung cái hình của anh rất, cái hình của anh thì này là rất nét, nhưng mà bên đó của phía Thủ Đức bên bên em này, bên em đúng rồi, mạng yếu lắm, đã nghe chưa? Em thử nói xem có nghe được không? Đấy, bây giờ anh thấy được hả? Bập bõm lắm đúng không? Anh nghe được chưa? Anh nghe được chưa? À, giờ thì bập bõm được không, tốt không? Dạ. Dạ. Rồi được được rồi, anh nói tiếp đi em. Ừ. Thì nói chung là nói như anh nghĩ rằng là những cái bọn ở bên kia thì nói chung như những cái bọn cầm đầu thì nó hiểu là Việt Nam, đất nước Việt Nam hiện nay phát triển thì cũng do nội lực của những người của Đảng và nhân dân Việt Nam hoặc chính phủ Việt Nam làm ra. Nhưng mà một số người, người ta ví dụ người ta thỉnh thoảng người ta về Việt Nam chơi một tí thôi đúng không, xong người ta đi, thì nói chung là những cái tin tức người ta cũng biết là Việt Nam phát triển, đúng phát triển đấy, nhưng người ta sang đấy nhưng mà toàn đọc những cái tin tức của bên kia thôi đấy, những cái đài báo bên kia nó nói láo nó toét các thứ, thì người ta tin rằng có khả năng là Việt Nam hiện nay là nô lệ lại Trung Quốc thật đúng không, cho Trung Quốc người ta mới đổ tiền đổ bạc, hoặc thậm chí cho Việt Nam vay này, là kể cả người ta không tính đến nợ công nợ kiếp, cả vay thoải mái, hoặc người ta cho bây giờ hoặc là bán cái gì đấy cho Trung Quốc để mà Việt Nam hiện nay có nhiều tiền mới phát triển đường xá hoặc là cầu cống, đời sống nhân dân nó phát triển một cách giật mình như thế, theo mình nghĩ là như thế. Cho nên là ví dụ là những người như anh em mình ấy, thì nói chung là chịu khó lên mạng để mà nói cho những cái bà con người ta hiểu đấy, cái tình hình Việt Nam hiện nay, cái nỗ lực kinh tế của Việt Nam hiện nay nó là như thế đấy, phát triển hiện nay Việt Nam ví dụ đạt được 6.81% năm 2018, cái quý một năm 2018 thì đạt được coi như là 7.31% chẳng hạn đấy, thì nói chung mình phải đưa ra đó, chứng minh bằng thực tế và đưa ra dạ, số. Với là một cái thứ hai nữa thì các anh chị bên đấy hãy nhìn vào, nếu như trường hợp Việt Nam mình không có cái sự mà gọi là cặn kẽ và chi tính cân đong đo đếm thì cái vấn đề vốn ODA Trung Quốc phải đứng đầu ở Việt Nam mới là đúng. Tại vì sao? Đó là cũng có một cái lý do để các anh chị có thể nghi ngờ hay là nhận định. Còn trong khi các anh chị xem về cái vốn ODA vào Việt Nam đi, thì các anh chị sẽ thấy được là tại sao Trung Quốc lại không đứng đầu mà lại là Nhật đứng thứ 5 thứ 6 kế là Hàn Quốc, là tại vì sao? Đó là cái gì? Có nghĩa là cũng có một cái sự tính toán của Đảng và nhà nước, người ta nhìn nhận nó, sự việc nó ra sao. Các anh chị nói mà các anh chị không có một cái chứng cứ, mà các anh chị chỉ nói cùng, hoặc là anh chị nghe một hai thông tin nó không chính xác, rồi các anh chị cho rằng đó là cái sự việc nó đúng. Không phải đúng đâu. Đúng không? Các anh chị có biết là trường hợp là tại sao Trung Quốc mà mỗi lần mà muốn ký hoặc là muốn tài trợ cho một Việt Nam một cái gì á, ví dụ chẳng hạn như họ tài trợ cho rằng là 300 triệu đô, thì trong đó hết khoảng 50 triệu đô là vật chất chứ không phải là tiền mặt. Và các anh chị biết vật chất đó là cái gì không? Đó này, chia sẻ thêm cho anh chị biết luôn những cái thông tin này. Những cái anh chị đừng có nghĩ rằng, nhưng mà tại sao Việt Nam không nhận những cái điều đó? Tại sao những cái đó là những cái nhu yếu phẩm hàng ngày, mà những cái nhu yếu phẩm đó Việt Nam thừa sức sản xuất, thì nhận để làm gì? Đúng chưa? Bây giờ các anh chị xem sang Campuchia, đồ của Trung Quốc nó qua bển, mang tiếng tài trợ cho Campuchia, vừa tiền và vừa luôn cả vật chất. Chứ không phải là nói tài trợ 10 triệu đô, mà hết đó là 10 triệu đô tiền mặt đâu. Cái đó này chia sẻ luôn cho anh chị biết luôn. Nên anh chị không hiểu về những vấn đề này,
nhưng mà anh chị cứ xuyên tạc là đất nước Việt Nam lại thuộc về Trung Quốc. Đó, đó là những cái con số điển hình cho các anh chị xem để các anh chị biết thôi. Đúng rồi. Ngay cả vừa rồi ấy nhá, một dẫn chứng rất cụ thể, năm ngoái chẳng hạn có một cái đường cao tốc ở Quảng Ninh đấy, đúng không? Trung Quốc đề nghị coi như là làm cái đường cao tốc đó, người ta đầu tư vốn, người ta làm được một cái đường cao tốc hình như là Vân Đồn Hạ Long gì thì phải, đúng không? Cho nên nhưng mà chính phủ Việt Nam không nhất trí, mà ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đứng ra coi như làm chủ đầu tư luôn cái đường cao tốc ấy, mà hiện nay đường cao tốc đang đang tiến hành làm, đúng không? Cho nên là tất cả những dự án kể cả một nước nào đó, cho nên là tụi mình cũng có sự cân nhắc chứ không phải là cứ đổ cứ vào là mình nhận thì như thế là không ấy. Không đúng được. rồi hiện anh nay Việt Nam mình có nhiều, nhiều lựa chọn, đúng không? Ví dụ đúng như rồi kể nhiều lựa cả Việt chọn, Nam với hiện cái nay cả một cái nữa anh thấy á, cái uy tín của đất nước Việt Nam mình ra sao? Đâu phải 197 nước và vùng lãnh thổ mà họ tin hết Việt Nam mình, chẳng hạn họ điên họ mới tin à, đúng chưa? Đó là một cái cơ sở nhận định để cho các anh chị. Còn các anh chị chống phá đây, mục đích của các anh chị là nói rõ luôn, chẳng qua là muốn gây cho Việt Nam mất uy tín với trên thương trường quốc tế mà thôi, chứ chả ngoài mục đích gì hết. Là mục đích của các anh chị chỉ kìm hãm cái nghe sự rõ phát rõ. triển của Việt Nam này. Bây giờ mình nói với bạn Ban Vũ ở đây này, đúng người ta thấy cái dân Trung Quốc mà người hiện nay du lịch ở Việt Nam nhiều, thì hiện nay cái lượng khách du lịch nhé ở Việt Nam thì Trung Quốc chiếm 40% đấy, tổng lượng khách du lịch, sau đó đến Hàn Quốc là 20% cái tổng lượng khách du lịch. Nhưng mà theo mình nghĩ là ở Thái Lan ấy, cái lượng ví dụ mình sang Thái Lan Phuket hoặc là sang bên Pattaya Bangkok, khách du lịch Trung Quốc nó quá trời nhiều, mà trong khi đó ở nước mình là cái nước nó sát bên cạnh Trung Quốc, đúng không? Dân Trung Quốc hiện nay là cũng giàu rồi, cho người ta đi du lịch người ta tiêu rất nhiều tiền, cho nên mình phải khai thác nữa, đúng không? Phải nhiều khách du lịch Trung Quốc vào nữa để cho cái Dạ ngành đúng du rồi lịch anh. nó phát triển. Cộng một cái nữa là các anh chị nào mà từng đi Thái Lan thì qua bển du lịch là một cái công nghiệp để mà kiếm thêm tiền của họ nữa, là công 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 nghiệp gì các anh chị biết không? Không Công nghiệp có xác thịt. Nhưng mà ở Việt Nam mình, những anh đi các khu du lịch chơi nó có những cái vấn đề đó hay không? À, chào Hà Khiết, đúng không? Nên đâm ra giữa vấn đề mà Trung Quốc sang đây, thật ra là du lịch gần một bên, nó tiện về đôi đường, thì Việt Nam mình làm cái đó công nghiệp không khói mà, thì tội dạy gì mình không làm, đó là chuyện điều bình thường thôi. Còn ở Thái Lan nó rất có nhiều cái ăn chơi, mà đặc biệt thì là gái đó. Các anh chị nào thử, đàn ông 10 ông đi qua bên bên Thái Lan là hết 7 ông đi xuống Pattaya rồi đúng không? Đó. có Nhưng thể là không phụ phải là xuống dưới đó, là xuống dưới là vô những cái show show của mua, gọi là vũ thoát y thôi, chứ không phải. Còn vấn đề kia thì tự các anh chị nghĩ nha, chứ còn điều đầu tiên xuống Pattaya là vô những cái hộp đêm, coi múa cột à, đúng không? đúng không? Nói chung là trong cái tình hình hiện nay ấy, là nói chung là mình nghĩ là cái đất nước Việt Nam này mình phát triển một cách độc lập tự cường. Ví dụ mình quan hệ với tất cả các nước, quan hệ với Mỹ, quan hệ với Trung Quốc hoặc là Pháp, Anh, Mỹ, tất cả các nước trên thế giới, trên cơ sở đôi bên đều có lợi, mà nó cũng cũng đúng thế, cái xu thế của quan hệ các nước trên thế giới bây giờ thôi, đúng không? Chứ bây giờ không có cái nước nào gọi là phụ thuộc hẳn vào một cái nước nào Dạ cả, đúng không? Mình cứ tận dụng những cái ưu thế của nhau. Ví dụ cái đất nước Trung Quốc người ta có ưu thế như thế này thì mình tận dụng cái sự phát triển của đất nước người ta, mình tận dụng để mình phát triển. Đấy. Hoặc là Mỹ là người ta có ưu thế mình tận dụng mình phát triển, chứ không phải là bây giờ mình đúng nói thật là nhân dân Việt Nam hiện nay không có làm nô lệ cho một nước nào cả, đúng không? Không có làm nô lệ cho một nước nào rồi. cả. Bây giờ em xin chia sẻ thêm nè, vấn đề là con cá ba sa, ha, cá da trơn bị đưa qua Mỹ bị trả về, rồi các anh chị bên kia cứ nghĩ đem về bán là cho trong nước ăn đó. Nhưng mà các anh chị có biết được cái đó là có phải là nó kém chất lượng thật hay không, hay là một cái vấn đề gì ngoài vấn đề đó nữa? Bây giờ nhé, mình nói về với các bạn này, cái nhà thầu của Trung Quốc Ok mà bạn Bùi vẫn Vũ, nói cũng sẽ có mình sẽ có làm cái điều đó bạn Hoàng Vũ. Bạn Hoàng Vũ yên tức tâm đi, là cũng sẽ nhìn thấy được những cái nhà thầu Trung Quốc ấy, tức là bạn nói cái đội vốn ấy, đúng, bạn nói cũng đúng. Nhưng bây giờ cái nhà thầu Nhật Bản
nó cũng đội vốn, ví dụ như cái đường tàu điện ngầm ở cái chỗ mà Bến Thành Suối Tiên đúng không, nó cứ chậm tiến độ là đội vốn hết, mà chậm tiến độ ở đây nhá cũng do Việt Nam nữa đúng không, chậm giải ngân cái vấn vấn đề tiền bạc ấy. Đấy vừa rồi coi như là bên Nhật Bản, nếu mà không có vì cái tình hữu nghị giữa nhân của hai nước Nhật Bản và Việt Nam, Nhật Bản nó phạt về cái tiến độ mà cái đường mà đường sắt trên cao này, ở Sài Gòn Suối Tiên đấy. Đấy cho nên là những bạn chỉ tùy một vài công trình thôi. Bây giờ ví dụ các bạn đã biết cái Sài Gòn nhé, là cái kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè Sài Gòn Suối ai Tiên nhận chủ đầu nhỉ? tư đấy, nhiêu đúng không, không cái kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè ở đây các bạn biết là ai 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 làm chủ đầu tư cái kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè không, Trung Quốc đấy các bạn ấy. Bây giờ hiện nay cái kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè, các bạn nào có điều kiện bạn đi coi như từ cái cầu Thị Nghè đúng không, lên đến trên kịch đường là cái đường mà giáp cái chỗ mà gần ngã tư Bảy Hiền thì các bạn thấy đường hai bên rất đẹp, ở dưới là bắt đầu coi như nước đã trong xanh trở lại, không còn mùi hôi thối gì nữa. Đấy đấy là cũng 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 là cái đầu tư của Trung Quốc ấy, đúng không? Thì mình thấy là cái công trình ấy rất là tốt, còn có đội vốn hay không cái chuyện đấy là mình cũng không biết đúng không? Đấy cho nên là mỗi nhà thầu nào người ta cũng có cái của nó. Nó thật thực sự hiện ra nhá, ví dụ nhà thầu Trung Quốc chẳng hạn thì cũng do sự giám sát của Việt Nam đúng không, chứ không phải là cứ để đấy bắt đầu ví dụ có cái những hợp đồng ký kết ví dụ thời gian hoàn thành chất lượng công trình cũng do Việt Nam giám sát đấy chứ đúng không, nó còn nhiều cái vấn đề Rồi thẩm định kiểm định chất lượng công trình đó chứ đâu phải là nói như thế đâu. Rồi điều một cái rất là quan trọng trong vấn đề mà xây dựng cái cơ sở hạ tầng của Việt Nam mình là cái thổ dưỡng của cái địa chất, địa chất địa hình cái nhiều cái nền đất của Việt Nam mình nó cực kỳ rất là mềm, mà những công ty không có cái kinh nghiệm mà làm địa hình này thì chắc chắn 100% không bao giờ đạt được cái những cái gì mà họ tính toán. Nên cái vấn đề đội vốn đó là cái chuyện bình thường. Tại vì sao? Một con đường mà làm đắt hơn những con đường khác thì các anh chị nhìn xem một con đường cao tốc ở Việt Nam làm từ đâu? Làm từ ruộng không à? Mà ruộng á, thì các anh chị thử đi, mình đóng móng bao nhiêu để cất một căn nhà, họ tính được trọng tải của một con đường, trọng tải của một cái nhà. Các anh chị tính ra đi thì cái chi phí dạo nó nằm ở đâu? Thì đương nhiên cái chuyện đó nó sẽ đắt hơn những nước khác, đó là chuyện bình thường thôi. Đúng không? Đấy, cái đường 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 cao tốc ở hiện nay đang đang thực hiện là nối giữa chỗ đường cao tốc mà trung trung lương trung lương đi Cần Thơ, trung lương bây giờ nối với đường đường cao tốc thành chỗ thành phố Minh Long Thành Dầu Dây ấy, đúng không, đi qua vùng Long An nhé, thì toàn ruộng sình không, các bạn biết thì cái móng ở bên quận 7 ấy thì nó đã là cái bây giờ ví dụ cái móng mình xây một cái nhà ở quận 7 mình đóng móng nhá, là ở trên quận nhất thì là đóng cọc có 9 mét thôi đấy, mà ở bên quận 7 phải đóng cọc 35 mét, còn bên nhà bè nữa thì mình nghĩ là một cái nhà mà một trệt hai ba lầu ấy, mình nghĩ là phải 40 mét trở lên đúng không, trong cái vùng đất đấy Dương thấy không, khi mà Dương đúng rồi. Mà qua khỏa Phà Bình Khánh ấy, thấy cái đường cao tốc ấy, người ta đang làm ấy, thì thấy toàn làm như là cầu không đúng không, chứ có đâu làm sát mặt đất đâu. Đấy, ví dụ cái vùng đất ví dụ như đường cao tốc ở Hà Nội Lào Cai chẳng hạn đúng không, thì hầu như đâu có làm cầu đúng không, toàn thế làm ở dưới mặt đất thì chi phí nó rẻ hơn đấy, vì là toàn qua đồi dạ đúng rồi chi phí rẻ. Nên 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 tại sao cái đường cao tốc Việt là Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương mà có những cái đoạn họ làm cầu chứ họ không làm dưới 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 đất, tại vì làm cầu nó còn rẻ. Bây giờ này Dương xin lỗi này, vừa nãy này bạn Tâm Võ, vừa nãy mình cứ nghĩ là bạn cũng là người tử tế, bạn phê bình tôi và Ngọc Hiên, bây giờ bạn mới thấy là vỗ tay Hồ Chí Minh chết ở Chi La rồi à? Không không, anh cho em đến chính cái bạn Tâm Võ nói cái câu nói này là bên room của con Rô Đào nói chứ không phải bạn Tâm Võ. Bạn Tâm Võ này có nói chuyện với em rồi, bạn Tâm Võ này nói bên con Rô Đào, Rô Đào nó nói câu đó. Trời ơi, bạn ở đây bạn có mang thế này mọi người nó lộn hết đúng không? Bạn, đúng rồi, bạn phải nói một cái câu à, gì em hoặc Tâm Võ, bạn nói em vậy, comment cho kỹ vô, em comment vậy người ta hiểu lầm em đó. Đúng Tâm rồi Võ. Không, bạn Tâm Võ này em có nói bạn Tâm Võ này là một du học sinh ở bên Cali về Việt Nam không cũng được, nhưng bạn nói chung bạn có măng bạn phải cẩn thận một tí, không bạn bị ăn chửi đi chơi ấy. Nói chung là mình đã nói với Dương này, nói với Hồ Chí Minh phải rất cẩn thận từng cái lời nói, ông không thể đúng rồi, đúng rồi.
và ông sao xét lời khác nói thì ông phải nói chung sao xét những lời nói mà bậy bạ như thế thì bạn phải phải có cái ý một chút, đúng không? Đấy. Đúng rồi. Đúng, bạn phải sao xét lời nói, ví dụ nhưng mà nói chung là những lời mà chửi bậy Hồ Chí Minh ấy, người ta chửi rồi sau đó mình lên đây mình nói lại, nghe chưa? Thì nói chung cái điều đó không lên. Đấy thì mình nói chung là mình nhiều tuổi hơn mình nói thế thôi. Đấy này, bạn Sài Gòn nói Hồ Chí Minh chết ở Sài Gòn này, mai tôi lốc bạn ngay ra khỏi này, tôi không kết bạn bạn đâu. Nhiều cái là mình nói chung là nó không có gì đâu. Những mình không nói là Hồ Chí Minh, ví dụ như kể ông Diệm chẳng hạn, những người ta các bạn là những người trẻ, các bạn phải có cái thứ nhất tôi nói các bạn là không, mình chưa cần nói Hồ Chí Minh là lãnh tụ của dân tộc Việt Nam như thế này khác, nhưng những người đã mất rồi, ví dụ như ông Diệm, ông Thiệu chẳng hạn, nói chung là các bạn khi các bạn xúc phạm, không, theo mình nghĩ là không nên xúc phạm, xúc phạm làm gì, đúng không? Đấy. Cho nên là dạ là, đúng anh, không đấy. Không mình không nên, người đã cho nên là bạn Sài Gòn, bạn và ví dụ đấy bạn mình... nói những ấy cái là bị người khác chửi ngay, đúng không? Như thế là mình cái đạo đức của mình là không tốt. Ví dụ là mình bây giờ mình lên mình moi mình chửi cha chửi mẹ ông Ngô Đình Diệm lên, đúng không? Thì nó chả có tác dụng gì hết ấy, nọ kia các thứ mà trong chào đó thôi, nói chung anh lên anh chia